Và có một câu mà Bảo chừa lại Bảo hỏi vui lắm, là cái câu nó hơi ngoài lề một chút, là có bạn hỏi là: "Chị Trang ơi, em biết được là vừa rồi chị có sang Hàn Quốc để can thiệp sắc đẹp, vậy đó có phải là sự chuẩn bị cho bộ phim Tập Thăm Bụi này không chị?" Đâu, lúc mà Trang đi qua Hàn Quốc là đúng rồi, qua trước đúng không anh? Đúng rồi, Qua trước trước qua rồi trước qua sau trước đó mới xong mới là quay đúng không? Không, lúc đó thật sự là không có nghĩ tới, không có nghĩ tới là mình qua bển mình làm đẹp để mà mình về mình đóng phim đâu, mà chỉ là lúc đó là cái đó là công việc thôi, vừa công việc và mình cảm thấy là mình cần phải không. làm lại hết con người mình để cho nó mới. Giống như là tại vì Trang á, Trang bị cái là con mắt Trang nó bị sụp mí, thì mình cảm thấy lúc nào con mắt mình cũng rất là mệt mỏi, rất là lúc nào cũng như buồn ngủ á, thì bác sĩ nói là nếu không chữa thì mai mốt nó sẽ càng ngày càng sụp, cho nên mình cũng sợ, cho nên mình phải qua bển mình làm. Khi mà làm xong cái về thì mọi người hỏi nhìn con mắt đẹp hơn, tươi hơn đồ này nọ, thì sau đó thì mình mới bắt đầu quyết định là sẽ làm cái phim Thập Tam Muội, chứ là không phải là để chuẩn bị để làm phim. Không phải là một sự chuẩn bị, nhưng mà Đúng đó rồi. cũng là một cái khởi đầu để cho cái bộ phim này, và cũng như là mọi người vẫn nhận ra được diễn viên Hà Thu Trang. Đúng Còn rồi, đâu anh đâu có Luật thay thì sao? đổi gì anh anh đâu. Luật lúc lúc chỉ mới về thì sao Anh trời ơi, bây giờ chị Trang có là cái gì anh cũng nhìn ra anh? Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.